giờ chú muốn thấy là mình thăng một vài thế để cho người xem có thể thấy là khi họ bị khống chế thì họ có cái biện pháp tự vệ. Cắm như À, xương. à rồi, rồi. Nếu nếu đá vậy, nếu mà chú đỡ thì tay chú yếu có thể À, chú bị phải gãy tay, nhập nội, nhập nội. À rồi, chú nhập nội sát. à, rồi. Người ta tấn công phần tay á thì mình đỡ được, ví dụ như chú tấn công phần tay thì con đỡ được, con sẽ quýnh ở phần dưới thì người À, ta sẽ hở giật đi mình. hở đấy Dạ, giật mình đây xong tấn cái à. phần trên thì đó là mình quýnh dưới trên, mình sẽ đổi liên tục thì người ta sẽ không có đỡ được, Ok. còn quýnh một điểm thì người ta sẽ đỡ được. À. Khi chú tấn công con nhiều lùi con sẽ di chuyển. Anh xin phép biểu diễn ạ. Kéo sạc mà kéo ở nó dưới đất nên cũng ít mất lực. Nhìn qua thì cái cách thể hiện của cái bài quyền thì nói chung là nó hội tụ đều nhiều cái yếu tố, vừa kỹ chiến thuật mà vừa thể lực, vừa coi như nhãn thần, coi như thân pháp, cái lối di chuyển rất là dũng mãnh. Mặc dù thì nó theo cái phương pháp là yếu điệu nhưng mà nó rất là có nội lực, rất là tuyệt vời. Cái bộ tấn thì rất là vững chắc, cái đòn đánh thì dứt khoát, nhưng mà nếu mà tập thêm cái tấn gia quyền của mình nữa thì thêm cái lối đúng rồi, đánh nhanh kết hợp nhanh rất nhẹn nhanh nữa nhé. thì sẽ nhu cương thay đổi liên tục thì sẽ giúp linh hoạt hơn nhiều nữa. Mời anh để ra coi như mình làm lễ bái tổ. Ngày xưa thì con cũng hay ra nơi đây tập võ, thì nhân cơ hội lần này về quê thăm gia đình, con cũng muốn dắt chú ra nơi này để ngắm cái cảnh ở nơi con lớn lên. Trong gia đình con có một cái bài quyền mà tất cả các võ sinh khi mà vô Nhập câu lạc môn bộ tập mà vô dạ, tôi tập mà. thì hay tập cái bài này đó, thì con cũng muốn hướng dẫn cho chú tập cùng với con cái bài này thử. Bài này gọi là bài Thảo Sắc Bộ. Thảo sắc bộ. Là nó bao gồm 7 bộ. Đầu tiên là cái bái tổ nghiêm, hai tay mình đẩy ra trước, cuộn vòng lại kéo về hông, chống ngạnh vô, trung bình tấn, hai tay một tay nắm một tay xẹp, co lên hạ tấn thoát ra, bái tổ rút về, bước phải lên. Một hai thủ bước chân về, bước chân này lên cặp đầu móc thủ đổi bộ, bước chân này lên
Bước ngang luôn. Đập hút. Bước lên thủ. Xe tay. Tay xuôi. Xoay một vòng xong. Đạp. Hút. 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 Chỏ. Thủ. Nghiêm. Hôm nay là giới thiệu những cái đòn thế mà coi như giải hai đòn đá và giải hai đòn tay khi đối phương thực hiện đánh mình của môn phái Tấn Giao Quyền. Thì hai cháu sẽ thực hiện để anh nhận xét và anh theo dõi. Tới đến chỗ cấm. Tới bước trên xuống hả? Trên cấm xuống. Thì mới học thì phải. Bắt chắc vô nhau, nắm giống như cái kiềng á. Bắt phát. Không, bắt đây mình bước lên, bắt là coi như đủ thế, chứ đây mình chưa đủ cái cự ly, chưa đủ rồi cắm xuống cái lực luôn. Đó. Cắm chỗ kia, đánh có phải chỗ cắm chỗ trái, tại vì cái tay này mình nắm rồi. Rồi. Mình thấy thì mình phải cắm chỗ này chứ. Gạt, không, chưa gạt rồi anh chụp là không bao giờ chụp được người ta. Gạt xong rồi anh mới chụp được. Gạt quá. Ôi, cắm chỗ trái lên. Ở đây, không, chụp liền. Rồi. Nguyên một cái bệ sắt chịu những cái thanh kiếm để rèn ở trên này, búa mình gọng xuống thì hai cái lực đó, hai cái lực cộng hưởng thì nó rất là mạnh, sát thương thì mạnh, gây sát thương rất là cao, nên người ta gọi nó là trên đe dưới búa đó. Dạ em có cái đồng góp ý kiến, đó là khi mình ở cái vùng cơ vai của mình đó, thì cấu tạo về cơ vai của mình nó rất là khỏe, thì giống như trong boxing thì nó xuất phát cái lực từ cái vai, thì khi mình dùng cái lực từ vai mình đẩy xuống cộng với cái lực khỏe từ cái đùi của mình, thì hai cái lực này là hai cái lực khỏe nhất trong cơ thể. Dạ, nó xuất phát từ hai cái vùng cơ khỏe nhất cơ thể mình mà cùng phối hợp một lúc thì gây cái độ sát thương nó cao. Trên đe dưới búa là rất độc thực tế, mà đi thi đấu võ đại tự do lúc bấy giờ là cũng không cho cái đòn đó đâu. Dạ. Các đòn đánh bằng chỏ và bằng gối là những đòn tiêu biểu và hết sức lợi hại của Tấn Giao Quyền. Những yếu tố cực nhanh, cực mạnh và cực kỳ chính xác vào các yếu điểm của đối thủ đã làm cho các đòn chỏ, đòn gối vô cùng uyển hóc và hết sức hiệu quả khi đặt ra mục tiêu triệt hạ đối thủ ngay lập tức. Đây là những đòn chủ lực tạo lên những đặc trưng kỹ thuật được phát huy và kế thừa từ võ Bình Định. Bữa mà chú tới là võ thấy hai bên mà đang giao đấu thì có những cái đòn mà tiếp cận gối và chỏ, thì có phải là thế đặc thù của cái Tấn Giao Quyền không? Dạ, từ nhỏ thì con được ba và má truyền dạy những cái bài quyền để tập cho khỏe, sau đó lớn một xíu thì chỉ những cái kỹ thuật đối kháng, thì ở gia đình con thi đấu đối kháng thì sử dụng những cũng những cái đòn đánh tự do, sử dụng đồ chỏ với đồ gối nhưng mà đánh đòn rời. Nó không giống như thằng Muay Thái bây giờ. Muay Thái thì ôm đánh nhiều. Rồi con có thể cho chú xem lại. Dạ, thì đánh đối kháng thì cũng di chuyển xong rồi quýnh. Nó thì mình đánh ở dưới. Dạ, dạ. Đá nghịch lăng nữa xem là nhá ở trên thì người ta kéo tay lên trên thì mình sẽ đánh cái khu vực ở dưới bụng. Đó thì mình nhấp nhá chỗ dưới. Xoay cái phần gót sẽ dính vô trong này. Thường thì khi mà mình đá này tiếp cận thì họ tới thì mới hay dục chỏ. Dạ, mỗi ngày tập thì cái tay để tập cho nó nhuyễn thì ba với ông nội cũng hay tập cái vai mình à, dạ. Đó thì tập cái nhuyễn cho xuống cho lên dần xuống cái vai mình nhuyễn thì quấn lẹ chắc. Thì chính vì những cái thế của Tấn Giao Quyền vậy, thì khi con đi vào Muay Thái thì hai bên nó phối hợp nó chắc hơn Thái không? Dạ. Thì mình sẽ áp dụng cái lối đánh đó. Thì người Thái là người ta đánh là mình sử dụng sức mạnh, người ta càng vô quýnh thì mình sử dụng cái lối đánh của gia đình mình di chuyển để kéo giãn người ta ra, sau đó thì mình sẽ
ập ngược lại. Đó, lúc đó thì sẽ người ta sẽ làm thế. Còn nếu mà người ta rắn vô mình cũng rắn hai bên. Người ta rắn từ lâu rồi cho nên mình sẽ không rắn lại. Đó là cái cách mà để mình khắc chế lại những cái đòn cương của người ta, cái sự tấn công của người ta. Năm 6 tuổi, duy nhất đã được cha chuẩn bị cho căn bản từ những bài chạy bộ, đứng tấn. Vào thời điểm đó, duy nhất gặp nhiều khó khăn trong việc đứng tấn. Khi mà được ba mẹ, ông nội rồi hướng dẫn những kỹ thuật thì cũng tập múa quyền là chính. Đứng tấn thì cũng không có vững mấy. Thì tập từ từ thì được hình thành. Hồi nhỏ cũng có nhiều ước mơ lắm. Ngồi xem TV thì thấy mấy anh mấy chị mặc đồ có lá cờ Việt Nam khoác lên người rồi đi thi đấu SEA Games đồ. Thì cũng có lúc hồi đó ông Hoài Bảo cũng ước mơ, cũng mong muốn sau này mình cũng sẽ có cơ hội được khoác lá cờ Việt Nam lên người và đại diện cho Việt Nam đi thi đấu ở những đấu trường SEA Games. Và thế là cậu ta xây mê luyện tập. Có lẽ xuất thân từ con nhà nòi, ông nội là võ sư Tấn Hoành, cha là võ sư Nguyễn Trần Diệu, đã từng làm mưa làm gió trong làng võ Việt năm 1970. Mẹ của Nhất là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, biệt danh là Minh Ánh Ngọc, là hậu duệ của Minh Cảnh, đệ nhất quyền anh võ Đông Dương vào thập niên 1940, cho nên Duy Nhất tiếp thu rất nhanh. Và sau này ước mơ của Nhất đã thành hiện thực. Nhưng không dừng ở đó, Duy Nhất lại tiếp tục nỗ lực trên con đường chinh phục những mục tiêu mới do chính anh đặt ra cho cuộc đời mình.